Này, em gì ơi, ở lại và yêu đời. Tập trung lo làm việc đi. Ta làm việc phải yêu đời hát hò chứ trời. Dạ. Anh Dương. Mật ông này mới nhập về hả? Dạ đúng rồi anh. Men lên. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Ông Tài đâu? Anh dạ anh Tài đâu? Tài đâu ai biết Tài đâu bây giờ. Dạ không thấy. Cậu kiếm tôi làm cái gì? Chuẩn bị chiến tranh giữa các vì sao xảy ra. Anh đổi nhà cung cấp mật ong, sao không thông qua tôi? Nè tôi nói cậu biết, cậu yêu cầu mật ong, tôi có mật ong cho cậu. Còn cái chuyện nhà cung cấp nào, nó đâu có quan trọng. Tại sao tôi phải thông qua cậu? Anh nói vậy sao được? Mật ong mỗi loại khác nhau, sẽ có chất lượng khác nhau. Anh đổi lại loại cũ cho tôi. Làm sao có chuyện đó được? Thứ nhất, nhà cung cấp cũ để giá quá cao, tôi không thể nào mà sử dụng được. Cái thứ hai là mật ong nó giống nhau, chất lượng giống nhau, tôi thích xài mật ong này. Nhưng mà mật ong này chất lượng không tốt, tôi không muốn nấu ăn với nguyên liệu không đạt chuẩn. Tôi nói cho cậu nghe nè, hai loại mật ong này chất lượng đều tương đồng giống nhau. Tôi đã quyết định sử dụng mật ong này, cậu đừng có nhiều lời nghe chưa. Về chất lượng món ăn kém đi, anh có chịu trách nhiệm không? Cái này mới là ngộ nè. Tôi nói cho anh biết, và tôi nhấn mạnh cho anh biết, chất lượng món ăn kém không phải là do mực ong, mà do đầu bếp dở. Anh đúng không? Đúng không? Anh tìm người khác đi. Cái gì? Nè, ê, ê, ê. Nè, nè, đừng có hù tôi nghe chưa? Nghe chưa? Rồi. Cái nào nữa không? Ừ. Đậu bắp. Đi về con. Chú Dương, con ăn lựa đồ ăn mà. Lúc khác ăn. Chú Dương. Chú Dương ơi. Vậy? Chú lấy con xương mã con ơi. Chú Dương ơi. Gì nữa? Chú lấy con siêu nhân xanh cho con ơi. Con có siêu nhân đỏ rồi. Lấy siêu nhân xanh làm gì? Tại một mình siêu nhân đỏ không có đánh bại quái vật được. Có chắc lần này lấy siêu nhân xanh nữa là được không? Dạ được. Mình sẽ chiến đấu được. Vậy giờ lấy thêm quái vật nữa là chiến đấu được rồi đúng không? Dạ đúng. Đó, lấy hết cho con luôn á. Đề phòng, nó chiến đấu tới tập 5, tập 6. Chú Dung ơi. Chú lấy hết đồ chơi cho con rồi. Mà con không có nhờ chú lấy đồ chơi nó đâu. Vậy con muốn gì nữa? Con muốn đi vệ sinh. Đi đi. Con muốn nhờ chú dắt con đi. Con tự đi được mà. Chờ chú. Chú đứng ngoài này được rồi. Bỏ chú đây nấu cơm đó hả? Ừ. Vậy bạn chú ai? Bạn chú là bạn chú. Cái bạn chú tên gì vậy?
Châu. Chị để chú lên chai lá vậy? Con gái, tập trung vô giùm tôi đi ông hai. Nói nhiều quá à. Thì chú không thích nói chuyện với con hả? Mẹ con đang làm gì hết trơn. Từ giờ một ngày con chỉ được hỏi chú 10 câu hỏi thôi nha. Vậy 10 câu là cái gì chứ? 10 câu tức là hỏi 10 lần. Vậy 10 lần á, để cái gì chứ? Là bằng 2 lần bàn tay của con đó. Vậy em đang muốn hỏi 2 bàn tay như vậy thôi chú. Tập trung vô đi, nhanh nhanh giùm tôi đi ông ơi. Chị bạn chú hỏi bao nhiêu lần vậy chú?